Đây, cho chị Liên quay tí này. Chị Liên quay tí này. Một số cây vẫn còn khốn trước nên lại mang đi. Đây, cái cốt này, cốt sộp. Cốt sộp rất khỏe. Cốt sộp rất khỏe này. Đẹp đấy nhỉ, cái nhiều người hỏi phết này. Dạ, giờ mới ra. Mẫu đơn này bao tiền đấy chị? Mẫu đơn này bao tiền? Còn cái kia, còn cái ổi kia bao tiền? Còn cái sộp này bao tiền nhỉ? Đây là hán này đẹp đấy. Siêu mini này thì bao tiền cây chị? Đẹp nhỉ. Siêu mini. Ổi ra. Ổi ra. Rồi. À, con là hán này nhiều ông thích phết. Để ô tô đang để capo ô tô siêu mini lại thấy cái ổi này lâu chưa? Vừa mới lượn từ đằng kia ra đây cũng được chắc được 20 phút rồi.
đi vắng vẻ quá nhỉ, chả cây mấy. Đây dầm chả cây mấy. Ra khu vực này xem có cái gì hay không. Sáng ngày ông là kia ông có cái sung đẹp có nhưng mà nó phôi thôi, bán rẻ quá, đẹp thật. Bán sung mấy, à bán cho mấy trăm nghìn đầy quả. Sang khu của bộ nhạn thế nào. Đang ngồi uống nước nhỉ. Qua khu vực của bố nhạn thì phải đến khu vực người đẹp thì mới qua khu vực người đẹp thì mới đến bố nhạn cuối mà ở giữa chợ mà cuối cái khu vực bao xa. Sơn Đình rồi của người đẹp á. Xe đẹp nhỉ, nó à vẫn còn sống nhỉ, mới cắt lá xe thêm sạch sẽ chứ. Mai đá xe là bao tiền chị? Xe chưa hoa cắp rêu nhìn thích nhỉ. Còn cây mang nốt hôm nọ có một cây vàng cắp rêu nhìn thích nhỉ. Tôi đây hôm nọ có một cây vàng luôn. Sao mua cái này về chưa thấy thích nhỉ. Nhìn trông khỏe nhỉ. Trông mua này tốt, nhìn nó không được cái lộ khung, cắt đi cho nó lộ khung. Ai chơi chơi này giảm đây, cái hòn đá hay kia dừng giá, đá dừng giá che này để cái bàn này đô đúng nước được sống rồi chết sống. Nhìn lên lá này, đây là lá xanh đã vừa mới ra bấm lên qua đổ về cái bộ khung này đâu. Răm hôm nó lại tốt. Rồi nhỉ. Đưa. Và thích nhỉ. Bối cảnh rất sạch sẽ. Rêu thì mới đắp. Đây là dòng cây si này. Si không phải okay. Che nghệ thuật. Cái này cũng của chị à? Cái này cũng của chị à? Vâng. Cái này 3 tiền. Đây hai triệu. Đẹp đấy. Mơm xôi. Này cho cái chậu đẹp thì khác ngay. Hôm vừa rồi vào nhà thức què, ngồi nhà thức què xuất ở chỗ cách đây hôm thứ bảy có 3-4 cây này.
Như bao mình à? Mấy ra chợ, ra chợ đấy nhưng mà chả thấy gì thì gặp ông ấy thì vào nhà chơi. Đó, toán người quen này chết. Còn người quen. Cứ ở đấy nhá.